Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ review cùng quý vị về sàn giao dịch Dodo tại địa chỉ dodoex.io và chúng ta cùng tìm hiểu về cái thuật toán PMM mà sàn Dodo họ đang sử dụng, cùng nhau phân tích những ưu điểm, nhược điểm của thuật toán PMM so với thuật toán AMM mà tất cả các sàn khác họ đang sử dụng. Vâng, thưa quý vị, Dodo là một nền tảng trao đổi phi tập trung được cung cấp bởi thuật toán Proactive Market Maker hay còn gọi là PMM. Nó có các nhóm thanh khoản hiệu quả cao về vốn, hỗ trợ cung cấp mã thông báo đơn lẻ, giảm tổn thất vô thường và giảm thiểu trượt giá cho các nhà giao dịch. Nền tảng giao dịch cũng cung cấp Smart Trade, một dịch vụ tổng hợp thanh khoản phi tập trung giúp định tuyến và so sánh các nguồn thanh khoản khác nhau để đưa ra tỷ lệ hoán đổi tối ưu giữa hai mã thông báo bất kỳ. Ngoài ra, Dodo đã loại bỏ tất cả các rào cản trở việc tạo nhóm thanh khoản để phát hành tài sản mới, tỷ lệ tài sản, độ sâu thanh khoản, tỷ lệ phí và các thông số khác đều có thể được tùy chỉnh và định cấu hình tự do trong thời gian thực. Dựa trên bước đột phá này, Dodo đã phát triển crowdfunding, một công cụ cung cấp thanh khoản cơ hội bình đẳng không được phép. Bộ sản phẩm trao đổi phi tập trung của Dodo bao gồm dịch vụ và tổng hợp Smart Chain, Cloud Pooling, IDO, Pool và Mining, bao gồm khai thác thanh khoản, khai thác giao dịch và khai thác thu hoạch kết hợp. Nó được tích hợp với các ứng dụng ví khác nhau mà thông qua đó người dùng có thể tương tác với nền tảng. Giao dịch và tổng hợp Smart Chain được xây dựng trên Ethereum và Binance Smart Chain. Dodo cho phép giao dịch giữa hai mã thông báo tùy ý trên cùng một mạng. Tính năng Smart Chain giúp tìm ra định tuyến, lệnh tốt nhất từ các nguồn thanh khoản tổng hợp một cách thông minh để cung cấp cho nhà giao dịch mức giá tốt nhất. Người dùng thực hiện giao dịch trên Dodo cũng có tùy chọn tham gia khai thác thương mại, phần thưởng cho các nhà giao dịch bằng mã thông báo Dodo. Hồ bơi, Dodo mang đến cho các nhà cung cấp thanh khoản sự linh hoạt trong việc tạo và quản lý các chiến lược tạo lập thị trường của riêng họ thông qua máy bán hàng tự động Dodo và hồ bơi riêng Dodo. Đây là một quy trình hoàn toàn không được phép, không giám sát và người dùng được trao quyền để định cấu hình các nhóm với các thông số khác nhau nhằm thiết lập thị trường thanh khoản với các đường cong định giá lý tưởng phù hợp với nhu cầu của họ. Khai thác mỏ. Ngoài khai thác thương mại và khai thác thanh khoản truyền thống, người tạo nhóm và nhà cung cấp thanh khoản cũng có thể tham gia bằng cách tham gia khai thác Combiner Harvest, giúp người dùng nền tảng Dodo sẵn sàng tiếp xúc với các dự án có xu hướng hứa hẹn sẵn sàng cộng tác với Dodo. Các dự án được xét duyệt có thể tạo các nhóm thanh khoản trên Dodo và các nhà cung cấp thanh khoản của các nhóm này sẽ nhận được mã thông báo phần thưởng Dodo. PMM, Proactive Market Maker, gọi tắt là PMM, là một mô hình tạo thị trường blockchain mới. Nó khác với mô hình nhà tạo lập thị trường, hàm không cố định. Nó tách biệt mối quan hệ giữa giao dịch với tài sản, các thông số như tỷ lệ tài sản và độ dốc của đường cong có thể được thiết lập linh hoạt. Đồng thời, có thể sử dụng máy
Orex để hướng dẫn giá cả hoặc khám phá giá của thị trường trên dây chuyền. Điều kỳ diệu này cũng thu thập nhiều tiền hơn gần với giá thị trường và cung cấp đủ thanh khoản. Tại sao Dodo? Thuật toán tạo thị trường chủ động PMM được phát triển hoàn toàn nội bộ và là một cách tổng quát hóa thanh lịch trên chuỗi của các giao dịch sổ sách đặt hàng. Nó được điều chỉnh và tối ưu hóa cho các hoạt động trên blockchain và đã tự chứng minh là có hiệu suất cao và hiệu quả về vốn. Tỷ lệ khối lượng cao của nó có thể chứng thực. Với nhiều trường hợp sử dụng sáng tạo linh hoạt trong việc tạo lập thị trường. Dodo cung cấp khả năng phát hành tài sản mới với chi phí thấp nhất và tạo ra các nguồn vốn có tính thanh khoản cao thông qua crowdfunding. Không có giới hạn chế độ về giá ban đầu cũng như tỷ lệ tiền và mã thông báo được cung cấp. Dodo hỗ trợ tại thị trường chuyên nghiệp theo chuỗi hiệu quả, bất kỳ chủ dự án, nhà tạo lập thị trường hoặc nhà đầu tư bán lẻ nào đều có thể kiểm soát toàn diện và thực hiện các chiến lược tạo lập thị trường của mình một cách hiệu quả, linh hoạt bằng cách điều chỉnh các thông số như giá trung bình của thị trường, độ sâu thanh khoản và mức chênh lệch. Thanh khoản này trên Dodo cũng có thể được chia sẻ và có thể kết hợp với các hợp đồng thông minh trên chuỗi khác. Dodo vừa là DEX, vừa là bộ tổng hợp. Nó có các nhóm thanh khoản riêng và cũng hỗ trợ giao dịch giữa bất kỳ hai mã thông báo nào có sẵn trên thị trường. Mô hình kinh tế học mã thông báo Dodo giới thiệu hệ thống thành viên và cơ chế chia sẻ phí. Ngoài các chức năng quản trị của mình, Dodo cung cấp cho các chủ sở hữu chiết khấu phí giao dịch và phân bổ sự tham gia của IDO. Mã thông báo chứng minh tư cách thành viên VDodo của hệ thống cho phép chủ sở hữu nhận được cổ tức, phí giao dịch và phần thưởng thành viên cũng như lợi ích của chủ sở hữu Dodo.